thiết bị chăn nuôi Mai Dung hân hạnh kính chào quý khách. Xin chào tất cả bà con chăn nuôi trên hội chăn nuôi gà thả vườn toàn quốc. Hôm nay em có thời gian rảnh hướng dẫn chủ trại bồ câu. Trại bồ câu có 1 vạn con bồ câu đẻ. Chủ trại yêu cầu làm cho cái tời bạt chiều dài 45m, chiều cao 2,5m. Hôm nay em rảnh em đã hướng dẫn đầy đủ cho chủ trại, nên là chủ trại rất vui, quay rất nhiệt tình đấy bạt, nên rất là phẳng phiu. Các bác muốn em tư vấn nhiệt tình thì các bác vào Zalo, Facebook, số điện thoại 0975892911 để được tư vấn miễn phí, hoặc vào kênh YouTube thương mại thiết bị chăn nuôi Mai Dung, bấm like và đăng ký sẽ được tư vấn miễn phí. Vâng, xin chào bà con, có gì thắc mắc thì cứ liên hệ với số điện thoại em đã nêu nhé. Xin chào tất cả bà con chăn nuôi gà thả vườn toàn quốc. Cứ cho lên tí nữa, cứ để thế quay nữa. Rồi.